Rồi, xin chào anh em nhé. Chiều hôm nay mình vừa đi ghim nạp cái cây hoa cúc, cúc rin. Gốc đớ nó này các bạn. Đó, nó dè xù luôn không? Một cây cúc rin nha. Mình đi ghim nạp ép tây tàng nó lại này. Đó, các bạn không? Mình hiện tại mình đang đớ là một chi này, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi. Cái chi thứ năm này là mình cắt gom lại nha các bạn. Chi thứ năm là mình cắt gom lại cho nó theo cái form lùm của nó. Đó, mình đi mình rỉa quạt cái tất cả các chi nhánh nó nha. Coi nó rất là đều, là form là chuẩn rồi nha. Chúng coi dẫn lên đấy, mình đây bây giờ là mình bấm mình chặn ngọn lại chỗ đây này các bạn. Nhìn cây phân tàn nó rất là lâm cây. Một cây cúc rin cốt già nha các bạn. Cái này mửa mình có đinh nè mà mình chưa ép chia tán á. Bây giờ mình ép rồi nha. Mình đưa giá nó là 2 triệu không bao ship á nha các bạn. Những cây cúc rin mình không có giảm giá đâu nha. Rồi, đo chiều cao mới của nó là 60 nha. Bữa đo lâm là mình đỡ lâm mà là nó 80, bây giờ mình cắt gọn xuống luôn cho form nó đẹp. 60 tây tán thì nó rơi vào 70 nha. Trong khi mình rỉa quạt này nó nè, dâm chi xương ké không đó, mình rỉa nó rất là đều nha. Cái này mình làm cho nó kỹ, giao lưu cho nó, các bạn vừa chỉ chăm chơi thôi, không có một cái lỗi chi nào hết nha. Rồi, 2 triệu là quá mềm cho một cái cây cúc rin rồi. Rồi, các bạn nào có thích cái này alo với mình nha, giao lưu nhanh. Cây cúc rin form lùng lực. Đó, cốt dán lên chúng này, coi dốt nhọn lên trên này, bấm để bấm chặn ngọn luôn rồi. Các chi mình đỡ rất là đẹp nha, form đều, tía lâm này, tía theo vòng tròn của viên chậu luôn. Gốc đớ thì quá tuyệt vời nha các bạn. Gốc đớ cây này xù già nha. Những ai biết chơi là những mình chơi những cái dòng cây này nè, xù chứ không phải suy đâu nha. Tất nhiên cây già là trên cây là nó phải có một cái gì đó nó lão cây. Nhiều anh không biết chơi thì thôi chịu. Đó, 2 triệu là quá rẻ cho một cái cây mai cúc rin nha. Quá già luôn. Tứ diện của nó là đều form tán rất là đều luôn. Cúc này là đơm 4 lớp nha các bạn. Rồi, ai có nhờ ý nhu cầu giao lưu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0849 020790 để sở hữu một cây cúc rin này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.